Chào các bạn đã tới với kênh Giấy Thợ Xe 5m. Hôm nay Hải sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng xe rất là mới tới từ Anh Quốc, đó là dòng xe MG. Còn nếu mà Việt hóa sẽ đọc là MG ấy. Đây là dòng xe thương hiệu Anh Quốc nhé. Với cái thương hiệu MG này thì từ năm 1924 cơ. Cũng đã được đâu đó khoảng 100 năm rồi. Một thương hiệu rất là lâu đời của Anh Quốc. Thì cái dòng MG này thì hiện tại xe sẽ được lắp ráp tại Trung Quốc. Nhưng dự kiến theo cái lộ trình thì vào khoảng tháng 10 thì các phiên bản mới về sẽ là nhập khẩu nguyên chiếc là Thái Lan. Thì MG ở đây là phiên bản mình đang có, phiên bản HS nhé. Phiên bản đây là bản SUV 5 chỗ cạnh tranh trực tiếp với Mazda CX-5. Nhưng mà giá rất là rẻ, phiên bản 1.5 Turbo, công suất lên tới 160 mã lực, giá chỉ có là 788 triệu. Xe còn một bản 2.0 nữa thì có giá cao hơn là 999 triệu. Và sắp tới là sẽ ra một bản chung thì mức giá thì nhà sản xuất còn chưa công bố. Hiện tại đang có hai bản là bản 1.5 788 triệu và bản 2.0 là 999 triệu nhé. Thì mẫu MG này ở đây là mình là bản HS, bản 1.5 Turbo, bản thấp nhất nhé. Thì với HS là bản 1.5 Turbo này, về phần nhận diện cái mặt ca lăng phía trước xe, phần lưới tản nhiệt đấy, anh em nào đang chạy Mazda CX-5 hoặc là các dòng xe của Mazda có thể thấy là cái phần lưới tản nhiệt này nó có cái thiết kế khá là giống thiết kế của Mazda. Đây cũng các cái mặt cắt kim cương, thiết kế dạng sao rơi với Mazda là anh em phải độ mặt này đấy, rất là đẹp. Ở giữa là logo của em đấy. Nhưng mà về cái cụm đèn này, cụm đèn, đèn pha, đèn cốt, đèn gầm và tổng thể thì xe có cái đường nét nó khỏe khoắn, nó thể thao và mạnh mẽ hơn là Mazda. Mazda thì ngôn ngữ của Mazda là ngôn ngữ Kodo, linh hồn của chuyển động. Nên em nhìn nó xe tất cả các đường nét nó gần như là hòa và là một, nó rất là mượt. Còn MG thì các đường nét nó khỏe khoắn, nó tách biệt, nó thể thao hơn, anh em nam tính hơn rất là nhiều. Thì với phiên bản 1.5, xe trang bị cụm đèn là cụm, nhưng mà bóng là bóng bi halogen nhé. Hơi là tiếc một chút, nhưng mà hãng cũng bù lại cho anh em một cái giải led ở dưới này. Ở đây có 9 cái mắt led nhỏ, thiết kế dạng là 9 cái viên pha led. Bình thường hãng khác thì để tiết kiệm thì thường sẽ làm một cái giải led liền ở đây, còn với MG thì sẽ là cắt thành 9 cái miếng pha lê, nó nhìn nó khác biệt hơn, nó có một cái gì độc đáo hơn. Phía dưới thì gầm xe sẽ vẫn là trang bị cụm đèn gầm là đèn halogen. Và với phiên bản 2.0 thì anh em sẽ có đèn full led rồi nhé. Còn với phiên bản này thì các bóng vẫn là halogen thôi, nhưng mà vẫn được mạ chrome. Với cái dòng MG này thì hãng cũng rất tinh tế. Tí nữa mình sẽ quay nội thất và cho anh em xem. Các chi tiết nội thất gần như là đều bọc da và có mạ chrome hết, rất là đẹp. Đây, ở dưới này là cục đèn này, cục đèn gầm này. Có một cái đường đen nối liền hai phần bóng đèn gầm này, rất là vuông vức và thể thao. Đấy. Nhiều anh em cứ bảo là nhìn nó giống Mazda, nhưng mà mình nhìn ấy, nếu nhìn qua chỉ nhìn cái phần đầu này thì có thể hơi giống một chút, nhưng mà về tổng thể ấy, mình nghĩ là nó sẽ, vì Mazda bây giờ mình nhìn nó quá là nhiều rồi, nó quá là đơn điệu rồi, thì cái anh em nào có những trải nghiệm mới thì có thể là thử lên cái dòng MG này mà mức giá rất là tốt. Thì có số like ở dưới tổ nhân viên bán hàng ấy, anh em nào có muốn trải nghiệm lái thử thì có thể là gọi cho số like ở dưới, nhân viên bán hàng bên mình sẽ lái trực tiếp xe đến cho anh em lái thử về trải nghiệm nhé, miễn phí luôn. Về kích thước tổng thể thì xe sẽ có kích thước thể là dài rộng cao là 4m57, rộng 1m, hơn 1m6, gần 1m7, khá là cao. Cái phần nóc này thì xe cũng có phần nóc này thì xe bị là cửa toàn cảnh panel nhé. Trên đây có hai cái giá nóc để anh em có thể để đồ rất là thoải mái. Phần khung chiếu hậu này thì có chức năng là sấy gương này, gương điện tự động và có một cái giải led nhạt rất là và hòa. Cái điểm nổi bật nhất và GHS thì nghĩ là đó là cái bộ mâm là mâm 5 châu kép thể thao. Đây là lâu mâm đúc và la răng là la răng 18 inch phay xước nhá, rất là đẹp về thể thao. Xe trang bị là phanh đĩa 4 bánh và sẽ có là rất nhiều cái tính năng an toàn như ABS 4 bánh, hỗ trợ phân bổ lực phanh, hỗ trợ phanh điện tử, hỗ trợ kiểm soát lực phanh rất là nhiều. Ngoài ra sẽ có hỗ trợ thêm là hỗ trợ là kiểm soát phanh khi vào cua. Có hai cái tính năng mới đó là MG trang bị, đó là hỗ trợ kiểm soát cái lực phanh khi vào cua, cũng như là cái phanh đĩa là có tính năng tự động làm khô.
giúp là tăng cái hiệu quả phanh. Vì các bạn biết là nếu mà phanh đĩa nó bị ướt ấy, thì cái lực ma sát nó sẽ bị giảm đi rất nhiều, mất cái hiệu quả phanh. Trên thân xe có hai cái đường gân dập nổi này. Đấy, hai đường gân này rất là đẹp. Đây thì phần này có một cái dạng chrome trên xe. Rất nhiều cái chi tiết mạ chrome. Anh em thấy này, đây viền chân kính mạ chrome. Chân kính này, cong kính mạ chrome. Bình thường mua các dòng xe anh em những cái này thì cũng phải bỏ tiền không nhỏ. Nhưng mà hãng MG trang bị luôn cho anh em những cái đây. Tay nắm cửa sẽ có chìa khóa là chìa thông minh nhá. Có hỗ trợ chống trộm và hỗ trợ mã hóa động cơ. Trên tay nắm cửa có những cái nút bấm mở cửa một chạm, rất là tiện ích. Logo của Anh ấy, phiên bản này là từ bên Anh Quốc mà, nên là có một cái logo Anh Quốc rất là nổi bật ở đây. MGHF hay còn gọi là MGHF. Phiên bản này thì anh em cũng sẽ có là ở dưới là cụm hai ống xả két nhé, rất là đẹp. Đằng sau sẽ là trang bị là 4 cảm biến va chạm phía sau, cộng với là một camera lùi để anh em có thể lái xe an toàn và dễ dàng hơn. Cốp thì vẫn chưa phải là cốp điện nha, hơi đáng tiếc một tí. Đấy. Cốp thì bản này sẽ là xe 5 chỗ này, phần cốp sau sẽ khá là rộng. Với thì sẽ có những cái khay để hành lý mà hãng MG đã trang bị sẵn cho khách hàng. Thường là nếu mà mua xe thì khay để nhựa thì mình sẽ phải mua. Còn bên em một cái khay để cốp ở dưới. Về nội thất của MGHF thì xe sẽ có hai lựa chọn nội thất cho các bạn nhé. Đó là màu đen hoặc là màu đỏ. Thì ở đây là mình sẽ có ghế da màu đen. Nhưng mà cái phần ghế da nó cũng rất là thể thao và tinh tế, là ở xe sẽ có các đường chỉ đỏ. Ghế là ghế nội thất ghế da cao cấp, nhưng mà các đường chỉ là viền đỏ rất là đẹp. Ở phần cánh cửa này cũng được ốp da này, chỗ này cũng có ốp da này, rất là hay. Đấy, các chi tiết là bằng da, rất là lịch sự luôn. Trên cánh cửa cũng đều có hai cái loa để mỗi cánh cửa đều có hai cái loa để tăng cái khả năng mà các bạn mà trải nghiệm âm thanh. Với MGHF thì xe sẽ có đằng sau là ở đây sẽ có thêm một cái cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai, rất là thời trang và hiện đại nhé. Đấy. Bản này thì còn có cửa sổ toàn cảnh panorama nữa, mình ngồi sau thì cũng có thể là ngắm được bầu trời. Thì tí nữa mình sẽ quay cả cửa sổ toàn cảnh cho anh em xem nhé. Ok, về hàng ghế phía trước thì xe MG sẽ trang bị là ghế phía trước là chỉnh điện nhé. Đấy, rất là thời thượng rồi, với tầm giá SUV tầm từ khoảng 800 đến 900 thì xe gần như mình thấy tất cả các hãng đều chỉnh điện hết. Nhưng mà mình cũng rất thích cái nội thất này. Cái nội thất này nó rất là thể thao luôn nhé. Ở các chi tiết ở đây là đều là da. Các chi tiết ở mặt táp lô này, táp ly này đều là da nguyên bản ấy. Không phải là giả da đâu, mà là đều là da nguyên bản hết. Ở đây thì sẽ có các cái cửa gió này. Nó trang bị là cửa gió điều hòa thì rất là giống những cái tua bin của máy bay phản lực ấy. Anh em là đang đi máy bay thì biết này. Đấy, và các chi tiết đều có mạ chrome. Ở đây thì cái phần bậc lên xuống này có mạ chrome nhé, rất là đẹp. Các chi tiết này này, rất là đẹp này. Thường là chi tiết da thì sẽ có là ghế này, vô lăng là bọc da này, chỉ đỏ này. Và ở đây thì có mạ chrome, cánh cửa cũng thế. Các chi tiết được mạ chrome rất là đẹp. Nội thất thì rất là thể thao luôn. Cái phân bản này thì đối tượng khách hàng thì nhắm tới là những người mà yêu thích cái sự thể thao mà nó mạnh mẽ một chút đấy. Nên đây là MG thiết kế các chi tiết là theo cái hơi hướng cũng rất là thể thao, bóng và sáng. Đấy. Vô lăng thì bọc da 3 chấu. Trên vô lăng anh em cũng có đầy đủ các phim chức năng tích hợp. Ở đây thì sẽ có đèn là đèn auto tự động nhá, gạt mưa tự động này, kiểm soát hành trình này, giữ ga tự động này. Vô lăng ở đây thì sẽ có điều chỉnh là gật gù được. Đấy, trên vô lăng thì có các nút kiểm soát tăng giảm âm lượng, điều chỉnh. Cơ bản là mình thấy là ngồi lên vô lăng là anh em là sẽ thích, nếu mà các bạn là những cái người mà thích cái sự thể thao thì sẽ thích ngay cái thiết kế của MG này. Ok, về tiện ích trên MGHF phiên bản 1.5 Turbo Sport thì anh em có thể thấy là xe có một cái màn hình, ở đây là màn hình 10 inch, đấy, độ khoảng 9 đến 10 inch, rất là rộng và rất là đẹp. Đây, cái phần màn hình này nhé, cái nếu mà anh em nào đang sử dụng các dòng xe như Toyota, Hyundai hay Kia thì lên xe MG anh em sẽ có cái thao tác sử dụng phải hơi thay đổi một chút. Thứ nhất là để mà điều chỉnh các phần như kiểu là ở dưới này, các nút chức năng thì sẽ ở dưới này. Đây,
màn hình này là màn hình cảm ứng nhé. Đấy, thế nhưng mà ví dụ là ta muốn điều chỉnh điều hòa này, nhiệt độ này, thì ta sẽ phải bấm vào cái nút chức năng ở dưới là chức năng điều hòa này. Ta bấm vào nút chức năng ở dưới thì đây, khi đấy thì ta điều chỉnh tốc độ của quạt gió này trực tiếp trên màn hình này, nhiệt độ trên màn hình này, rất hiện đại và rất là trực quan luôn. Anh em thấy rất trực quan. Xe cũng có trang bị là sưởi ghế ở hàng ghế phía trước nhé. Đây, sẽ có sưởi ghế. Đấy, điều chỉnh hướng gió này. Đấy, điều chỉnh lấy gió trong, lấy gió ngoài, bật tắt điều hòa đây. Đấy. Thì rất là hay. Cái phần màn hình này là mình đánh giá là nó sẽ khá là thời trang, khá là 4.0. Nhưng mà bác nào mà đang sử dụng quen các dòng xe trong nước hoặc các dòng xe như Toyota, Hyundai, Kia thì sẽ phải tập lại một chút về cái cách sử dụng thôi. Chắc chỉ cần khoảng 5-10 phút là làm quen thôi. Vì mọi thứ nó sẽ hiển thị hết ở trên đây rất là trực quan. Đây, mình sẽ hiển thị hết ở trên đây rất là trực quan luôn. Cái phần màn hình này ấy, ở đây mình anh em có thể thấy có hai biểu tượng Apple CarPlay và Android Auto. Xe sẽ kết nối được với Apple CarPlay. Với Apple CarPlay thì mình chỉ cần cắm trực tiếp cáp vào thôi là kết nối. Còn với Android Auto thì sẽ phải tải thêm ứng dụng. Cái này thì sau mình sẽ có một clip hướng dẫn sử dụng Android Auto sau. Đây, phần màn hình này thì cũng khá là đơn giản thôi. Đấy, có phần nghe đài này, phần cài đặt này và phần điều chỉnh điều hòa ở chính giữa này. Đấy, không có quá nhiều cái chức năng thừa thãi. Đấy. Về tiện nghi thì và trang bị an toàn thì xe sẽ trang bị là 4 túi khí nhé. Phiên bản 1.5 sẽ có 4 túi khí, bản 2.0 là 6 túi khí. Với xe thì cả hai phiên bản thì đều có là phanh tay điện tử và auto hold giữ phanh tự động, cũng như là hỗ trợ đổ đèo xuống dốc. Ngoài ra thì xe cũng có cân bằng điện tử chống lật xe, hỗ trợ bám đường, hỗ trợ kiểm soát lực phanh, kiểm soát phân bổ lực phanh. Đây những cái tính năng rất là cơ bản. Vô lăng của xe sẽ là vô lăng thể thao 7 cấp số nhé. Đây là hộp số tự động với 7 cấp số ảo. Rất là thể thao luôn. Về cái khoang hành khách thì mình đánh giá là anh em nào nếu có cơ hội trải nghiệm thực tế thì sẽ thấy là cái cảm giác ngồi rất là cao, rất là rộng và anh em rất là dễ điều khiển. Và với cái xe này, với cái kích thước bề ngang của xe rơi vào tầm khoảng 1m8, hơn 1m8 cơ, thì ngồi trong rất là rộng rãi và thoải mái luôn. Anh em nào mà có nhu cầu lái thử và muốn trải nghiệm cái dòng MG HS này thì mình sẽ để số hotline của nhân viên tư vấn bán hàng ở dưới video, thì các bạn có thể gọi theo số hotline để được cập nhật cái mức giá ưu đãi cũng như là được hỗ trợ mang xe đến tận nơi để anh em có thể lái thử và trải nghiệm luôn.